Thưa bà con và quý khán giả, xử lý sầu riêng ra quả nghịch vụ là một trong những kỹ thuật canh tác quan trọng mà nhiều bà con tại đồng bằng sông Cửu Long đang áp dụng cho vườn của mình nhằm tăng thêm một vụ mùa trước khi bước vào vụ chính, giúp gia tăng năng suất và lợi nhuận. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết bất lợi, nên do đó đòi hỏi bà con cần phải nắm vững kỹ thuật xử lý ra quả nghịch vụ. Mở đầu chuyên mục khuyến nông hôm nay là kinh nghiệm của một nhà vườn ở xã Phú Hữu, huyện Châu Thành. Với đặc thù canh tác ở miền Tây, đã có sẵn các mương phục vụ tưới tiêu sẽ dễ dàng hơn trong việc xiết nước làm bông. Ông Trần Văn Sơn, một nhà vườn có nhiều kinh nghiệm xử lý sầu riêng vụ nghịch ở ấp Phú Bình, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, cho biết để sầu riêng ra bông trái vụ phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện thời tiết. Thời tiết sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ hình thành mắc cua và chuyển từ mắc cua sang bông cũng như chất lượng trái về sau. Ở Đồng Tháp cũng như miền Tây, có đợt khô hạn giữa mùa mưa, nắm được đặc điểm thời tiết sẽ dễ dàng xử lý vụ nghịch cho cây sầu riêng. Mưa đêm là nguyên nhân chính làm cho thui đen mắc cua và khó đậu trái khi qua nở. Bông sầu riêng thường đóng ở mặt dưới của cành, nên khi mưa hay bị tụ nước theo chùm qua, tạo điều kiện cho các bào tử nấm phát triển gây bệnh. Cho nên trong quá trình xử lý, nếu dự đoán được thời gian có thời tiết thuận lợi để cây ra bông sẽ hiệu quả. Tháng 7 thì thời tiết năm nào ông cha của mình hồi xưa giờ nói là tháng 7 thường thường hạn bạch lộ, bà chằn, là nó có tiết. Thành thử ra cái tiết là quan trọng, cái thời tiết mình đón cái thời tiết. Với mưa nó ít, nó có nắng có mưa, cái cây mình nó chịu. Còn mà tránh tháng 8, tháng 9 thì mưa nó dầm. Mưa dầm mới làm cái nhiều khi ra bông, cái mương mình không có bơm nước nữa, ức chế khô. Mình tạo mầm rồi mình phải ức chế sinh trưởng mới nó ra sinh sản, mà nước nó nhiều quá cái bông mắc cua nó không có được nhiều, thành thử cây nó không có đạt. Không có đạt thì trái nó kém. Nó kém rồi đọt nó lên. Rồi trái nó không được đẹp thì bán không được giá cao, không bán được hàng xuất khẩu nhiều. Mình làm canh làm trái tròn, trái đẹp, trái quân bình là 3 kg, 3 kg 2 trở lại thì cái hàng xuất khẩu nó đạt tiêu chuẩn. Nó 4 học, 5 học. Thông thường, nhà vườn chỉ xử lý sầu riêng vụ nghịch ở năm cho trái thứ hai. Cây sầu riêng có thể xử lý nghịch vụ hiệu quả. Sau khi thu hoạch, cần thuốc cho cây đi 3 cơi đọt để cây sầu riêng mau lại sức sau một mùa nuôi dưỡng trái. Cần cung cấp và bổ sung lại cho đất những dưỡng chất đã được hấp thụ, tiêu thụ hết. Việc chăm sóc vườn sầu riêng sau khi thu hoạch hiệu quả nhất là sử dụng các loại phân hữu cơ vi sinh kết hợp NPK. Theo ông Sơn, một điểm quan trọng là việc tạo đủ lá giúp cây khi nuôi trái, hạn chế tình trạng suy cây, cháy lá, đuối sức giữa chừng. Nếu nhà vườn cho cây khỏe, đủ lá từ ban đầu sẽ giúp cho quá trình ra hoa được tập trung, hạn chế cạnh tranh giữa đọt và bông, giữa cổ bông lớn với cổ bông nhỏ và giữa các trái với nhau. Nó đen mắt cua là mưa dầm thứ nhất. Nhưng quản lý cái trước khi làm bông phải quản lý dịch bệnh sau bệnh là trước nhất, là đạt tiêu chuẩn. Chứ mà tới chừng ra bông rồi mình xịt không đạt tiêu chuẩn. Cái cây mình nó đẹp, cái lá lấp lá thứ nhất, thứ hai cái lá cái cây nó sạch gông sạch rêu thì ra bông là mắc cua nó không bị lạnh. Còn cây mình gông rêu nhiều rồi cái lú mắc cua nhiều cái nó lặn hết trơn, cái gông nó ra đó cái nó liếp nó hư bông, nó thúi bông. Thứ nhất quản lý là trước phải 2 tháng làm đọt, cơi thứ nhất. Cơi thứ hai quản lý sẽ lá sạch bệnh BDO-BH, rồi gông rêu cho sạch. Rồi cái cơi thứ ba là mình làm bông, chuẩn bị làm bông là quản lý sạch trước, ban đầu mình làm bông. Cho nó sạch bệnh thì nữa mình tạo mầm, mình lên tạo mầm này kia nó dày dặn lá hai cử rồi bắt đầu cái cách nhau 7 ngày cái lá nó về nó lụa rồi mình đậy mũ là cây nó đạt. Còn mà lúc đầu mà cây nó thiếu lá, thứ nhất nó bị dịch bệnh thiếu lá mình làm là không đạt, con cái là nữa ra trái cái lá nó nuôi trái, mà nếu mà không có lá rồi nữa nó rụng hết trơn, mình khỏi có bán luôn, lỗ à. Việc cung cấp đầy đủ và cân đối các chất dinh dưỡng là yếu tố then chốt để cây sầu riêng phát triển khỏe mạnh, để xử lý ra bông và chất lượng trái tốt về sau. Sầu riêng được cung cấp đầy đủ các nguyên tố đa lượng như đạm, lân, kali, kèm các chất trung và vi lượng.
Sự thiếu hụt hoặc dư thừa bất kỳ nguyên tố nào cũng có thể ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây, dẫn đến các biểu hiện bất thường như vàng lá, rụng lá, còi cọc, giảm năng suất và chất lượng trái. Việc tính toán lượng phân bón chính xác cho cây sầu riêng là rất quan trọng để đảm bảo cây được cung cấp đủ dinh dưỡng mà không gây thừa phân, ảnh hưởng đến sự phát triển của các loại bệnh hại. Để các cây đọt khỏe mạnh, trước khi xử lý ra bông, phải kết hợp giữa phân hữu cơ cải tạo đất và phân hóa học cung cấp đầy đủ dinh dưỡng. Đồng lọt ăn thua, cái mình cân đối là hữu cơ. Hữu cơ phải đạt tiêu chuẩn 80% hữu cơ. Chứ mình hữu cơ, nó hữu cơ, mình mua bò không qua xử lý là cây nó không có đạt tiêu chuẩn, nhiều khi nó thúi nữa. Hữu cơ không là không được, đút làm đọt là phải có lân lạnh NPK là đọt mới lên. Hữu cơ là để cho nó làm nền, cho nó tốt, sinh vật có lợi nó có. Còn mình xịt thuốc sâu hay mình gãi NPK nhiều quá thì nó chết sinh vật có lợi, rồi thành sinh vật có hại, mùa mưa nó dễ nấm bệnh. Thí dụ mà cái đọt mình quản lý đàng hoàng cho nó đều, đọt nó gộ rồi là mình phơi nắng, chắc nước mưa phơi nắng cái nó xuống đồng lọt gộ liền. Gộ rồi mình dằn lân cái nhẹ cái cho nó dày, nó cứng lá, rồi cái khoảng 15 ngày phải tính từ ngày. Từ mà cây trong vườn thì mùa mưa cũng có, nếu làm đạt cũng phải 70% đọt nó đều. Mà mình quản lý cái cây nào nó kém thì mình chăm sóc đặc biệt nó thêm, thì nó theo kịp. Chứ không phải mình nói nó 7 ngày, 8 ngày gãi hữu cơ như vậy là không được. Cái cây nào nó mang trái nhiều, nó kém thì mình chăm sóc đặc biệt, cũng như bồi dưỡng, cũng như ăn cơm không có quẹt hoài, cũng phải có canh chua để vô bồi dưỡng nó thêm, thì nó theo kịp à. Trong quá trình canh tác, có rất nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan khiến cây sầu riêng trở nên suy yếu, nhất là giai đoạn đầy mổ, siết nước. Chính vì vậy, cần phải có cách chăm sóc để cây phát triển và sinh trưởng khỏe mạnh. Bên cạnh khâu vệ sinh vườn sầu riêng một lần sau khi thu hoạch giúp hạn chế mầm bệnh tồn dư, thì việc theo dõi đất vườn, nhất là độ pH để biết tình trạng vườn cây của mình sẽ giúp cung cấp đủ và đúng phân bón, cũng như có phương pháp cải thiện kịp thời, thì quá trình xử lý ra bông vụ nghịch sẽ hiệu quả và ít tốn kém. Đồ pH trước là thứ nhất là quản lý cái bộ rễ cho cây, là thứ nhất là pH. pH là nó thấp quá mình gãi phân nó không ăn được, rồi gãi nhiều quá thì thúi rễ. Đồ pH mà lên được 5.5, 6 chấm thì mình gãi phân một cây nó ăn nửa ký, mình gãi 400 gram là hấp thu, là đọt cái cây dinh dưỡng nó đẹp, nó dày lá nó đẹp. Còn mà nếu pH thấp là gãi với thúi rễ luôn. Nó thấp nó không hút được, không ăn được, như cái miệng mình nó bị lở rồi mình ăn vô ăn đâu được đâu. Nhất đo cái độ mà NPK trong đất là nó hay với hai cái pH là nó đạt tiêu chuẩn. Cái đó là quan trọng nhất, cái cây nhờ bộ rễ, mà bộ rễ mà nó hư rồi là không có xài gì được hết. Cái cây pH với NPK là hay nhất. Rồi mình nắm bắt, thí dụ mà cái cây nó mình dòm cái lá nó nhiều ngày, rồi mình gãi phân gì, cái lá nó mỏng thiếu cái gì, rồi mình tăng cường NPK vô. Thí dụ nó thiếu kali, thiếu đạm, thiếu lân thì mình phải tăng vô, mình cân bằng nó. Lân lạnh kali nó cân bằng, mình gãi là nó trung bình, cái lá nó cứng, nó dày, nó ít bệnh. Mà mình thừa đạm thì mùa mưa này nó dễ mỏng lá, nó bệnh, sâu bệnh, tốn tiền dữ lắm, xịt nó tốt. Nó cân bằng với nhau, kali nó cũng nuôi lá, dày lá, cứng lá. Lân thì nó để tạo mầm hoa, đồ với nó kích rễ. Lân nó kích rễ mà lân là phải biết cái lân xương khoát mà nữa nghe. Chứ lân mà lân súp bê lân là bị chua, gãi nhiều quá bị chua. Muốn cây trồng cho năng suất chất lượng cao, ít bị sâu bệnh, phụ thuộc rất nhiều vào độ màu mỡ của đất, hay có một khái niệm dễ hiểu đó chính là sức khỏe của đất. Tức là đất có khỏe thì cây trồng khỏe, con người khỏe. Để chăm sóc đất khỏe, có một khâu rất quan trọng là phải biết thành phần và kết cấu của đất như thế nào. Đối với cây trồng, nhất là cây ăn trái lâu năm, muốn có năng suất cao và ổn định, bền vững, phải quan tâm chăm sóc sức khỏe đất, đặc biệt phải chú ý đến việc xuất hiện các yếu tố dinh dưỡng hạn chế trong đất, làm suy kiệt sức khỏe của đất trồng. Trong các yếu tố quyết định đến sự màu mỡ của đất, nhất là đất vườn cây thăm canh cao, thì keo đất, một thành phần quan trọng trong cấu trúc đất, đóng vai trò then chốt trong việc duy trì độ ẩm và dinh dưỡng cho đất.
Thì đối với dinh dưỡng thì mùa mưa thì chúng ta biết rồi, mùa mưa thì nó rửa trôi, mà trường hợp là chúng ta bón phân thì nó rửa trôi, còn lại phân dinh dưỡng đất thì cái keo đất nó hút ha, nó giữ chặt, nó hạn chế về cái rửa trôi hơn. Keo đất là cái thành phần nó sẽ hấp thụ cái chất dinh dưỡng, nó sẽ kết chặt trong đó ha, thì từ đó thì chúng ta mới ấy được, để cây nó sẽ lòn trong đó thì nó mới hút được cái dinh dưỡng từ keo đất. Ví dụ là keo đất hút thì do đó là keo đất nó sẽ nhả ra rễ cây hút, thì do đó rễ cây mà nếu hút hết ha thì nó giảm cái lượng đó, thì keo đất nó thiếu, do đó ta bón lại để bù đắp dinh dưỡng cho keo đất hút để bảo hòa trong cái đất. Sự hiện diện của keo đất không chỉ ảnh hưởng đến khả năng giữ nước mà còn tác động đáng kể đến việc lưu trữ và cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu cho cây trồng. Hiểu rõ về tác động của keo đất đối với đất đai là một trong những khâu quan trọng để nâng cao hiệu quả canh tác và bảo vệ môi trường đất. Keo đất đóng vai trò không thể thiếu trong việc duy trì sức khỏe và độ màu mỡ của đất. Khả năng giữ nước và dinh dưỡng của keo đất không chỉ đảm bảo nguồn nước và chất dinh dưỡng ổn định cho cây trồng, mà còn góp phần cải thiện cấu trúc đất và hỗ trợ hoạt động của hệ sinh thái đất. Nếu mà trường hợp mà chúng ta đất mà nó dẻ chặt quá, đất mà mới lên dẻ chặt, chúng ta phải tăng cường phân hữu cơ là mục đích là để cho cái đất nó tơi xốp, hỗ trợ về cái keo đất trong ấy nó tơi xốp để cây nó len lỏi trong đó, nó hút dinh dưỡng nhiều hơn so với chúng ta không xài hữu cơ. Và chính vậy thì khi mà chúng ta xài phân hữu cơ thì nó sẽ cải tạo đất, lý hóa học trong đất, thì trong đó có độ pH. Thì do đó thì chúng ta hỗ trợ về cái sự hấp thu của rễ cây nó sẽ hay hơn. Sử dụng phân hữu cơ để tăng cường keo đất, cải tạo độ màu mỡ là cách mà nhiều nhà vườn hiện nay đang áp dụng. Tuy nhiên, để cây trồng có năng suất, nhất là vườn cây ăn trái lâu năm cho năng suất cao, thì phải cân đối giữa phân hữu cơ và phân hóa học. Phân hóa học cung cấp cho cây trồng những chất dinh dưỡng cần thiết mà đất không đủ khả năng đáp ứng, đồng thời góp phần vào việc duy trì độ phì nhiêu đất trong quá trình canh tác. Do vậy, một chế độ cung cấp dinh dưỡng hợp lý cho cây trồng trên đất bị thoái quá sẽ vừa làm tăng năng suất, vừa duy trì và cải thiện tính chất đất. Trong cái dinh dưỡng cây thì nó phải cân đối giữa đạm, lân, kali, thì tất nhiên là ba cái nguyên chất này nó hỗ trợ lẫn nhau. Ví dụ đạm thì nó phải cân đối, thì chúng ta bón theo là liều lượng theo khuyến cáo. Còn kali hoặc là lân thì chúng ta bón theo cái khuyến cáo thôi. Ví dụ trường hợp mà đất chúng ta dư kali thì ta bón nhiều thì nó phí, nó dư. Còn như cũng như lân vậy đó. Và chính vậy thì ba cái chất này nó hỗ trợ lẫn nhau, thì cho đó chúng ta bón theo cái cân đối, theo cái công thức khuyến cáo thì cây nó sẽ phát triển theo bền vững hơn. Đạm, lân, kali nó phải cân đối. Nếu mà trường hợp mà vườn ta bón dư cái lượng đạm thì cây nó phát triển nó sẽ tốt. Và chính vì vậy vì nấm bệnh nó dễ tấn công hơn, thì do đó ta phải cân đối, nhất là cái phần đạm. Còn lại lân, kali thì cũng nên bón cân đối. Nếu mà trường hợp mấy trường hợp nó dư, ví dụ dư lân thì cây nó xanh tốt, ví dụ dư kali thì cây nó cứng cáp thì nó phát triển thì nó còn chậm hơn. Ví dụ trái thì nó sẽ không phát triển nữa, thì cái tế bào thì nó dày, do đó cái trái, trọng lượng trái thì nó sẽ không có đạt theo cái mong muốn của người dân. Chuyên mục khuyến nông đến đây sẽ được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý khán giả và bà con trong chuyên mục kỳ sau.